đó mọi người, ngày hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi học pha chế với tôi nha. Người ta đi học pha chế về người ta mở quán, còn tôi học pha chế về tôi tự tôi pha tôi uống. Đây là thầy giáo của tôi nè, còn bên đây là lớp trưởng nè, còn bên đây là lớp phó học tập nè. Bình thường á là một lớp học từ 8 đến 10 bạn lận, nhưng mà tôi á, tôi là học sinh cá biệt nên là tôi xin thầy dạy riêng mình tôi. Thầy giáo dạy tôi là CEO của Let's Milk Coffee and Tea, đào tạo pha chế. Đa số người ta đến đây á, người ta học về để người ta mở quán, và cũng như là hướng dẫn cho mình cái cách mà mở quán luôn. Trước khi vào học là thầy cho thử thưởng thức những cái loại nước uống để mình học. Mà công nhận những cái loại thức uống trà và trà sữa mà thầy dạy á, cái hương vị y chang không khác gì Phúc Long luôn. Học á là mờ nhưng mà mê thầy là chính nha. Tôi nói thầy nói lỗ tai bên này cái bay qua lỗ tai bên kia, lo ngắm thầy quá trời luôn. Mà xui ghê, hôm nay đi học không có coi ngày, ai ngờ bồ lên thẳng trên lớp luôn. Trời ơi, tao nó bỏ cái tật mê chai đi nha. Rồi học lý thuyết rồi giờ vô thực hành là trời ơi, cái máy quánh sữa mà nó quánh muốn lông não luôn. Mà đường cái thầy dạy cái khóa học có 2 ngày thôi là mình tự biết mình pha chế rồi. Còn ví dụ mà bạn nào mà sau một khóa học mà vẫn quên á, thầy cũng có thể thầy dạy lại cho mình trong vòng 3 tháng luôn nha. Mà không hiểu sao á, đi học á bạn bè với lại thầy sợ tôi lắm, tôi đâu có làm gì đâu mà thầy sợ dữ gì trời. À mà quên nữa, ví dụ như mà bạn nào mà học xong mà muốn mở quán mà kiểu như là muốn tìm thi công đồ này kia, thầy giới thiệu cho luôn. Một khóa học á mình học được đầy đủ tất cả các loại nước, từ trà, trà sữa, đá xay, cái gì cũng có hết trơn á. Mà nếu mà bạn nào muốn học nâng cao thì mình có thể đăng ký thêm. Đây là cái buổi học thứ hai của tôi đó. Tôi nói không phải gì chứ tôi cũng pha được 5-6 món trở lên rồi nha mọi người. Và mình học bài tiếp thu nhanh như vậy nè. Mà thầy giáo nhiệt tình lắm, cái gì cũng chỉ hết trơn á. Thiếu điều hả, chỗ cất tiền ở đâu cũng chỉ luôn. Nói chứ thầy dạy tôi á, tại vì có nhiều công thức nước lạ lắm mấy bà ơi, tại do thầy tự sáng chế ra luôn. Nước uống vô rất là đậm đà, với một đứa mà khó tính như tôi, mỗi lần mà tôi đi uống quán nước nào á, tôi phải lựa nước uống thiệt ngon. Nhưng mà tôi đến đây là tôi rất là thích luôn, nên tôi lựa chọn cái lớp học này. Ta-da! Và đây là tất cả các thành quả ngày hôm nay tôi đã học được. Bây giờ tôi sẽ thử nha. Sao chị? Sao? Quần quá à, trời ơi, làm cái tự nhiên đúng không? Rồi bây giờ cho người khác thử thì sẽ ra sao? Mấy cái kia là công thức của thầy, còn cái ly này tôi tự sáng chế ra mà, uống thêm miếng nữa đi. Ủa làm thấy ghê quá à, nước ta làm. Thôi từ nay làm theo công thức của thầy nha.